Ông bà Mạnh Thường Quân khởi ra âm thức ngữ sớm. Dạ. Ừ. Giờ anh làm sao anh đuổi bà và vợ nhà anh già đi? Thì để anh, thì để anh đuổi bà vợ chồng ra đây là âm với em mới dừng hạ được. Vợ anh á. Dạ tôi đó hả? Vợ già của anh nhà. Vợ già của anh phải không? Ờ anh đuổi đi. Đi thì đó, thì đó anh đuổi luôn. Rồi anh đuổi nhà anh đuổi. Luôn, miễn mà nó không đi thì cầm con dao quýnh nó có mọc. Không được. Chào lắm nha. Rồi đi đâu vậy? Mới đi bộ đội về hả? Dạ đi nghỉ dự 2 năm về. À. Rồi bà này bà nào? Hả? Nghe bà nào? Dắt ai về hả? Đây là vợ lớn rồi. Rồi vợ lớn nhà nữa là ai? Có đó mà có đó là vợ phản mà vợ nhỏ là vợ lớn nè. Gì là vợ lớn vợ nhỏ mà lụm như vậy? Đâu qua với hả? Dạ. Thì đây là dù sao cũng là vợ em nè. Còn đây là bạn em. Còn bây giờ em á đi nghỉ dự 2 năm về. À. Ông bà Mạnh Thường Quân khởi ra một cái sớm, cái giấc ngủ sớm. Sớm dạ cái giấc ngủ sớm. Giờ làm sao anh đuổi nó đi em mới về ở với anh hồi làm nghỉ đó. Trời ok anh hứa về được anh sẽ đuổi luôn. Ừ, anh phải tắm cổ ra anh đuổi mà chưa đuổi đâu em, đuổi thì mình phải còn từ lại nữa. Anh phải làm sao về nhà anh đuổi chứ không lẽ giờ em ở ngoài quậy đúng không? Dạ anh đuổi liền, anh cố gắng là anh đuổi luôn. À. Anh đuổi luôn á. Hai đứa nhỏ làm sao? Hai đứa nhỏ thì cũng đuổi luôn. Dâu phúc bào á. Hai đứa người tính ra phúc bào, bây giờ mình bắt cóc mà lại bỏ ở trong phòng luôn. Hả? Nó tắm trong nhà thở ngoài luôn. Bầm hai đứa con giúp ở đường luôn. À. Cho nó nằm với nó nằm cho nó khóc ra nó khóc bà ơi. Đi hai nhỏ trời, đi 2-3 năm về rồi dẫn thêm bà nhỏ về nữa trời. Dạ. Tính kế đuổi bà lớn nữa. Dạ. Đuổi bà lớn nữa trời. Dạ. Thương vợ thương con mà bây giờ tính về đuổi ra luôn hả? Dạ ông mình về anh đuổi đi rồi à. Đuổi xong xuôi mình hay mình cứ. Ok. Đây, chào okay. Bữa. Ok. Vậy là đi về nhà là nói chuyện với bà lớn luôn đó ha. Dạ. Trời ơi. Ok. Đầu qua hiểu gì ta? Ờ, đứa bố đại mà đứa ngọc ngủ mà. Bà ngu nè. Ngọc ngủ nè. Phải ngắm luôn. À, mà. Anh phải làm sao mới đuổi mới ra liền, không thôi là em nghĩ đó. Trời không ơi. Có thương anh nữa đó. Gì đó hả? Anh thấy ông tử này mà em là bỏ em đấu làm gì hết chưa? Vậy dạ, hả? Ừ. Vậy là anh làm sao là anh đuổi ra ngoài phải không? Đúng rồi. Giờ đuổi vợ già anh ra ngoài là bây giờ anh đem vô. Đuổi vợ già phải không? Đúng rồi, đuổi hết trơn luôn. Ok em. Anh chở hết là anh sẽ đuổi luôn. Vậy là mai bà nhỏ rồi. Tôi đi cũng không đi mà không rồi. Đó con chịu. Rồi hỏi công chuyện rồi mọi người ơi, bây giờ là bà lớn rồi đó kìa. Đúng rồi. Thì tới luôn rồi, bà nhỏ gặp bà lớn rồi nha quý chị ơi. Tới công chuyện rồi, chứ nào mà ta hình. Cái này đổ mồ hôi sao nó mắc cái hình. Tới công chuyện rồi đó. Tới công chuyện rồi. Đừng có hơi tới công chuyện luôn rồi. Lộn đâu ai? Lộn đâu ai? Vô giải quyết ai? Vô giải quyết ai? Nè ba mặt một lời. Rồi chơi luôn. Lỡ đi. Rồi tới rồi. Kinh dụng của tôi mới chịu cơ lại rồi. Rồi vô ngồi đây, lộn ngọn giữa. Vô ngọn giữa, lộn ngọn giữa. Đó, đó, dành lại rồi đó. Dành lại rồi đó. Thì cứ giật đi, cuối cùng của chị hả? Đó, rồi sẽ vô. Tự nhiên ta cứ mới sau được 2 ngày cái nam đó. Đó là con của ai? Hỏi nó coi con ai? Không nói con của anh Thảo. Chào thằng ơi. Giờ mặt coi con ai? Con ai? Con anh. Đó, 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 đó. Thấy chưa? Mà, nói nghe nè. Anh nói nghe nè. Nói. Tôi nói vậy sao á, âm với em không còn là vợ chồng nữa. Có hai đứa con là của ai đó, em lụm đâu, không phải em để ở đâu. Từ nay ông Nguyên là em với Nguyên là bạn bè thôi. Còn tôi với bà là chồng cũ. Từ nay về sau á, tôi với bà. Từ từ là anh nói là anh với em là tình cũ, anh với nó là bạn bè. Là tính bỏ hai đứa đó, từ em dành đi. Nó bỏ hai đứa không kìa. Dạ anh đi. Thôi không có rồi nha. Thôi cho xin lỡ đi. Giờ hôm qua tôi đâu mới về. Ủa không dành hai em chưa? Đúng không? Không? Bạn bè bình thường mà. Ờ, à, đây là bạn mà. Ờ, à, ai rồi mới cứ hỏi đàng hoàng vô mình dành phòng ta đó.
trời ơi. Vậy là em quá khờ, em không biết rồi. Trong khi á là người ta có cái bầu rồi, nó cứ đẻ xong nó cứ xong rồi cuối cùng mà phải cưới em. Rồi tới công chuyện rồi. Rồi bây giờ cũng tính bỏ em luôn mà em còn muốn giành không? Hả? Giành. Thì giành đi. Hả? Đó. Vậy sao nói đi vậy? Rồi giờ nói sao là giải quyết vấn đề nè. Mà bây giờ anh chưa ở đây là để giải quyết cái vụ này. Ừ. Giải quyết vô khoảng vấn đề luôn. Không còn đó nữa. Mà nói giải quyết sao? Mà anh nói cho em nè, tại vì anh cưới em á là anh không phải là vợ của anh đâu. Anh với em bây giờ là tình cũ thôi. Đúng rồi, còn em là gì? Vợ chồng cái gì? À, bạn em với anh là bạn mà. Bạn bè hả mà. Rồi, xong luôn. Em cũng không có luôn, ở đó mà dành. Rồi, đi bộ đội về có đứa mới nữa, về bỏ hai đứa này luôn rồi. Chắc anh có đứa mới rồi nè. Bữa nay là có hàng mới, bữa nay là hàng mới, tức là hàng cũ. Đứa bạn. Sao đứa nào hàng mới, hàng cũ? Hàng mới đâu, hàng mới đâu, chỉ là hàng mới đâu. Đây là hàng mới nè. Đây là anh xin giới thiệu, anh xin giới thiệu cho em biết. Ừ. Đây là Nguyên, là bạn em. Ừ. Bạn mới của bạn mới không? Ừ. Còn chị là vợ cũ của em lâu rồi đó. Là hai đứa nhỏ tính sao mà vợ cũ vợ lớn nhỏ. Rồi hai đứa con hút vô với tính bào sao? Hai đứa con sao kìa? Còn hút vô với tính bào á. Thì em nói cái kem trời dành á. Trời sao thì có đâu có bệnh lên. Dạ em nói hẹn nó đi. Em yêu con em đi. Từ nay về sau á. Đó có chưa? Tới công chuyện không? Đó, anh nói với em làm sao? Đừng có để cho Nguyên thắng mặt. Nguyên thắng mặt, Nguyên trở lại. Tại sao là bà giúp tôi? Mới nói gì mà chồng người ta là bà cho bà giúp. Tôi là chồng Nguyên bà cho bà giúp. Chồng người ta chưa giúp. Nguyên giữ ra đóng lửa. Dạ thì dạ, ai thì dạ ai chứ. Chồng Nguyên, chồng Nguyên phải chồng mau được. Nè, bây giờ tóm gọn lại thôi, đừng nói nhiều quá. Đứa nào là vợ, chọn đứa nào là một là bên đó, hai là bên đây với hai đứa con chọn bên nào. À, vậy là có vợ mới rồi cho nên là hai đứa con bỏ đó con. À, có vợ mới cho nên mới bỏ là. Mà có vợ mà tôi mất tài sản rồi có làm được để cho tôi được cảm hạ thôi. Có tài sản cho mắt nữa hả? Ờ. À. Là từ các bạn là từ nên về sau á. Tôi với bà là chị em đi không còn là vợ chồng nữa. Rồi bà nói là bà đã mình xích lên nữa. Ờ, chở lên anh, em chở lên anh. Trời không sao lại nói chuyện để cho hai đứa dễ nghe thôi chứ. Chị đi cái tướng đi nghĩa vụ 2 năm về có thay đổi được miếng nào không? Đó, biết tại sao anh nhắc vợ mới gì không? Anh vợ có chân hoa là chưa ra chưa ra. Em chưa nghĩ nè. À, nghe. Anh đi nghĩa vụ ở ngoài đảo á. Anh đi nghĩa vụ ngoài, thấy nó nghĩa vụ ngoài, anh đắc có gì đâu. Còn, nhưng em á, bây giờ em có người xá rồi đó phải không? Em đi lấy người xá đi, em đi lấy trần xá đi. Anh không bao giờ hơn em nữa. Cái chuyện mà trần tảm á, trần tảm. Tại vì giờ sao á. Anh không còn thương em nữa. Đây là vợ mới của anh, đây là vợ sắp cưới của anh rồi. Hiểu chưa? Đúng rồi, đây là vợ sắp cưới. Sao? Cứ gọi bà 2 năm trời vậy nói gì nữa hả? À, cứ 2 năm trời rồi. Đừng có mang bụng bầu, lỡ tôi bắn dấu, bắn dấu cái gì đó, có gì. Ừ. Đừng có ớt tôi được không? Còn của ai? Con đúng không? Con Phúc Đông. Con Phúc Đông, con anh ơi trời. Em không biết, em đừng có xem cho chị gia đình chị. Để chị giải quyết cái đây cái đi. Ủa sao nói con tên Phúc Đông rồi tên cái gì đó. Thôi à, em đừng nói là bằng chứng. Để bên đây ta giải quyết vấn đề cho đi. Hai đứa nhỏ tên gì em chưa biết thì em còn nghe được rồi. Để em lát nữa sao. Tôi nói thằng bé mà là cũng lại đi hẹn hò, đi uống cà phê thôi. Để đi hẹn hò thôi đúng không? Nhau. Bạn thôi. Rồi cái này là giới thiệu đúng không? Sao? Cái này là giới thiệu đúng không? Không phải giới thiệu. Không giới thiệu mới phải có con mà. Con có đó đâu phải có con anh đâu. Có con anh thôi nha. Em làm chứng cho bạn đi. Không có làm chứng rồi thôi, bà anh đi trả luôn đó. Trả em làm chứng luôn đó. Cho con nghỉ đi. Tôi để sáng được cái buồn lắm luôn á. Rồi chứ giờ muốn làm sao? Ủa phải làm quyết ra. Làm rõ ra này mới hiểu. Coi đúng hay sai. Tại sao vậy? Tại sao khốn nạn vậy? Tại sao em khốn nạn vậy? Em đã. Ai đứa nào khốn nạn? Ê ê ê. Hai đứa xong bây giờ không nhận đứa nào khốn nạn. Hả? Mày chửi, ngồi xuống nói chuyện hoài đây. Chơi mà cho chửi. Nhìn kỹ cái mặt lại coi mặt đứa nào mới khốn nạn hả?
đứa con xong bỏ, bây giờ nó không phải của mình, đứa nào không này. Giờ giải quyết ơi, giải quyết sao giờ? Giờ giải quyết làm sao hả? Ừ. Bây giờ tôi làm cho các bạn vừa lòng. Sao? Bây giờ tôi đắp bạn lá tôi xuống cà phê cho bạn vừa lòng luôn. Đúng chưa? Nào, em, để nó đi đâu? Em không được làm gì nữa chưa? Đó, bá căng rồi đó, căng rồi đó. Vậy là chiếc này bỏ vợ bỏ hai đứa con luôn hả? Nghe nghe rồi, nhiên cứ hỏi đàng hoàng không, giờ nói tôi là bồ thế nào? Ờ, anh là ông con bả không mà là anh với là bạn. Đây là tầm cổ hả? Ông đừng có lo. Là chưa tính tới bồ đâu má, là bạn à. Cứ tôi chia cho đã vô giờ nó là bạn. À vâng vâng vâng, vậy là vợ, cứ là vợ. Đây là vợ, đây là vợ mới. Đây là vợ cũ ra thôi. Vợ cũ về tự nhiên cái dẫn vô phòng tôi ở là sao mấy tôi nghe coi. Ờ không, không có, không có. Cái bạn của hai đứa mình đó. Hai mình sao mới tới cho bà vô có nằm mờ để con. Đâu có, tự bà vô, tự bà bà bụng bầu mới cho bà. Mà nó bà mới đi. Thôi phải lên chuối ha, chua mua cho tôi được ly nước uống hoặc cơm ăn nữa. Đâu có. Mua bệnh. Có lá chuối thật mà. Lá chuối, lá chuối thật mà, anh Thái mà. Đâu có lắm cho bà thả đâu. Cái đó là rồi. Cái đó là rồi. Thôi để sao mua cơm cho nó ăn. Trời ơi trời, cơm nó mua trời, bà bự ra mua. Ủa, bữa đó mua cơm, nói gì cho vợ, không có sửa cho con. Bây giờ ăn hết luôn á hả? Không thấy. Bằng chứng rõ ràng phải không? Ờ, tôi thấy camera nè. Cái mỡ không? Trời ơi, phải không? Bỏ vào trong đi. Đó, nói chuyện, đó, giải quyết xong rồi lộ coi. Nói cho rõ ràng nè. Em! Lời nói là sao? Em không được cứ nói nữa. Ăn với em là chưa tan đâu. Chị ta đúng không? Đúng. Ừ, hai đứa con tôi nuôi đúng không? Ừ. Nhà này của tôi luôn nha. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Thôi, hôm nay cho tôi là ngày cuối tôi. Ngày nào của ông cuối nội tôi để lại. Cô không có nội để lại, để hai đứa nhỏ đó. Đi thì đó, hai đứa nhắc đi. Hai đứa nắm tay không cho này đi. Ở đây cho tôi. Ừ. Để xong rồi, để xong rồi về đây. Nhà của mình. À, xong là ra khỏi nhà luôn đó. Sao? Nhà của mình. Nhà của anh. Thôi, hỏi bà đám cưới đàng hoàng chưa? Người ta đám cưới đàng hoàng, người ta chụp hình đàng hoàng luôn. Đám cưới thì có gì đâu, ta có hai đứa con luôn. Ê, bây giờ đi thẳng lại cho anh. Từ nay được sao á, anh với em không còn là... có tao không quan trọng, có tao không quan trọng. Quan trọng là tôi đấm bà là, bây giờ tôi giải quyết bà là. Bạn thấy sao vậy? Bạn thấy sao? Bạn thấy sao tôi là chồng mới quên, bạn thấy bạn trước. Bây giờ nó không có chồng nữa đâu. Đi đi, hai đứa đi đi. Hai đứa đi đi. Có gì đúng không? Ừ, hai đứa đi đi. Hai đứa đi đi. Vậy mà giờ đi cái giấy linh hồn, chịu giấy linh hồn. Không có đi hồn mà. Có luôn. Dạ xong rồi đó. Rồi hai đứa đi nhà này là của đi nhà đó nha. Của nhà kìa. Nhà này đổi tên rồi. Nhà đổi tên rồi. Nhà này không phải của em mà để em đó. Bà lớn bà nhỏ đó, bà lớn bà nhỏ nha. Lớn bà nhỏ gặp bà. Vô không nói chuyện đàng hoàng. Nói chuyện đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng vô cái nhà coi. Rồi xích vô. Rồi xích vô chút. Xích vô nè. Ừ. Không thì bàn vô mà ba đứa ở chung luôn đi. Ừ. Bàn lại. Bây giờ giải quyết cho ổn thỏa đi, không mấy bên đây bà lớn, bên đây bà nhỏ đây. Ừ, chung luôn. Hai bà nó. Bây giờ tôi hỏi bà lớn được không bà nhỏ? Đây là bà lớn. Im lặng. Nói chuyện đàng hoàng, còn cho ở trong nhà. Dạ. Không nha, là tống hai đứa đi luôn đó. Đó, bà lớn nha, bà lớn thì có hai đứa con đó. Con có quyền mà. Có con có quyền đó. Đi 2 năm bây giờ cái nhà thì không có còn lên ăn nữa. Tên tôi rồi. Nha. Cái gì cứ đi, 2 năm rồi hả? Ừ. Ngà ngà, ngà ngà có ông. Ừ, bà bây giờ nó thành của tôi rồi. À, ngà ơi, mà bên cho phố bản đó. Nhưng mà bây giờ nó thành của tôi rồi. Của tôi hả? Bà lớn về dành nhà luôn á. Bà lớn về nhà luôn á. Phải rồi, bà nội. Bà nội cho. Không được là dành nhà nè. Đừng có lết qua đây, lết qua đây. Cứ làm cho bạn giá tôi. Anh nội mất cái nhà. Dành nhà nè, 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 dành không còn chuyện nữa. Nhà cửa không có, không có tiền gì chứ. Anh tặng cho ta cho em á, mình sao được cho ta anh? Nhờ trả nè. Trả lắm không? Bà nhỏ trả vàng. Trả vàng luôn rồi. Xong luôn. Tặng cho bác trả luôn. Nói là phải giữ lại nữa trời. Bà nhỏ là phải giữ lại. Bà nhỏ này thương cô Lộm là chỉ vì tiền thôi. Còn vợ lớn người ta thương tương thủy kìa. Mới có nói hết mất tiêu cái nhà là nó trả vàng, nó không thương nữa rồi đó. Thương đó thấy chưa? Đó. Tới công chuyện rồi đó. Tới công chuyện rồi đó. Anh thấy thương anh dữ chưa? Đó mới đi bộ đội về mà dập quá ha. Đâm quặn á, làm rồi. Mà đứng đi được không hả? Đúng rồi, tôi thật lòng mà, cái anh về nhà với Thảo đi. Dù sao thì nhà này mình nên vợ cũng được. Chủ có tính nổi, còn hai đứa con nữa mà. Không có lời chiếc thật hết, nha. Ừ. Ừ đó. À chứ, hỏi đi bông. Cái gì mà ngu vậy? Thôi, bây giờ nè, Nguyễn chui với bà chưa ta?
căn nhà của tôi. Nhà tôi ở vùng heo á. Đó. Đó. Có hai đứa con có quyền đó. Có hai đứa con có quyền đó. Căn nhà. Bây giờ anh làm sao mà tôi cho tôi vừa bụng đó thì cho anh ở trong cái nhà này. Còn không á thì đó, đi đâu đó đi ra đường ở. Làm sao cho vừa lòng hả? Rồi. Giải quyết cái vấn đề này sao cho tôi vừa lòng luôn. Đó, làm chồng làm cha đó nha. Đúng hả? Ừ. Làm sao có trách nhiệm hai bên coi. Bây giờ anh nghĩ chứ, còn bây giờ anh nghĩ sao vậy? Bây giờ là từ nay về sau á, tôi không cho bà ở nhà này nữa. Nhà này tại hiện tại là nhà của tôi. Tôi tắt cái nhà của tôi. Vấn đề nãy giờ nói cái nhà này thành của tôi rồi, không có còn của anh nữa. Bây giờ là làm năm thời mấy thiết á. Quá nhiều. Sao với bé này rồi sao với tôi, cho tôi vừa bột còn không là ra đường ở. Đó. Rồi đang nghĩ đi. Giải quyết cho ổng thỏ nha, mai mốt bây giờ khúc cầu với tính bào lớn lên nó bọc cha nó đó. Bây giờ tôi dắt con bé là uống cà phê cho bà vừa làm nữa. Đúng rồi hả? Anh nghĩ sao hả? Đại diện nó thương tôi. Còn bà có biết la gì cho tôi không? Đó. Bà làm biến á, bà còn bị nữ hơn chim sâu nữa. Lũ có bả không? Đâu một ủa bé bên đó sao đây thấy không chịu là có hai người sẽ diễn đi tự nói đi chứ nhà đó bây giờ không còn gì hết, em có thương không? Thương thì dắt đi đi đó. Chị không có dành nữa đó. Coi tôi đang có vợ đuổi là thôi mình tự đi nha. Đó buồn quá. Nhà của mình không dành. Nếu mà em đuổi anh không anh lên đi thì em phải lấy đó tất cả bộ tài sản trong nhà anh đều cho hết đưa cho anh. Vậy là chia gia tài đó, chia gia tài. Giờ nhà của em là đưa ngồi hết trơn đây này hết nhà của em mà nói. Dạ. Ừ. Giờ thì nó người sao mà tôi với Nguyên là không có người làm. Nhà bà nó chung trời nó dẫn cho mặt đất nó dẫn. Bà ở một lá bệnh. Quá. Bởi vì ra Cà Mau ở. Rồi sao tính sao chứ chị thấy nãy giờ là không có dành được cái nhà với chị rồi đó. Rồi tôi tính thì sao? Tôi dành được cái nhà của bà nè. Là hồi đó mà căn nhà của tôi là của tôi là tôi rồi. Thôi thì đi 2 năm về thành nhà của tôi rồi. Đúng không? Tôi đi được 4 năm nữa trời. Thì mẹ anh ký giấy tờ tôi để cho Phú Câu với Tính Bào rồi. Phú Câu với Tính Bào hưởng thì tôi để cho hai đứa con rồi. Hai con có tên cho nó rồi. Thôi được rồi, mình tỉnh đi. Để anh kêu mà anh ký giấy lên linh hồn luôn. Giờ đỡ nó đi thẳng hà luôn. Đúng rồi, cái giấy đi hôn là anh không có gì hết đi con. À, ok ok. Đấy, giấy chứ không có rồi, chứ không tưởng nữa, tưởng không hả? Cho nó vô ở chứ thôi anh. Bà nội người ta không chịu, người ta chặn hai đứa cháu kìa. Nghe kỹ nè, cái giấy đi hôn là anh đi chứ không phải tôi đi. Nha. Tôi đi, tôi đi, thôi bà đi, anh đi. Nhà của tôi mà. Nhà của tôi, bây giờ nhà của bà không? Bây giờ bà muốn lấy làm chồng sát không? Giờ bà chứ được không, cho bà bây giờ tôi đi. Ừ. Nãy giờ tôi đổ mồ hôi với bà đó. Đổ mồ hôi cho nó mắc rồi đó. Ừ, thì đi 2 năm về mắc nhà chứ đâu mắc gì nữa. Trời mẹ. Có gì tôi lên con, có gì tôi lên nó là lỡ đâu. Ừ. Tôi bắt hỏi coi. Ta điện rồi đi chơi nghe. Đây nghe hỏi coi nó chịu không? Rồi bỏ đi luôn rồi. Rồi không còn tài sản bỏ đi rồi. Rồi xong rồi. Rồi. Rồi không còn tài sản vợ nhỏ bỏ đi luôn rồi. Thấy chưa cô Lộm ơi. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, vợ lớn. Ừ. Vợ lớn bỏ đuổi khỏi nhà, vợ nhỏ bỏ đi luôn. Trời ơi. Anh làm sao cho tôi vừa làm đi. Tất cả đó người cũng chẳng ba. Rồi xong luôn rồi. Trắng tay luôn rồi. Vợ lớn đuổi ra, vợ nhỏ bỏ đi. Chuyện nữa rồi. Sao chuyện nữa rồi? Sao? Em Vợ nhỏ nhất quyết đòi cái nhà nữa đó nha. Bây giờ như thế này đi, hồi nãy giờ nói hình như hai người không có tin cái gì á.
Tính mà trời. Anh đi hỏi mẹ anh thử là cái nhà này bây giờ có phải của Tính Tào với Quốc đâu không? Ừ. Ờ cháu nội ta mà. Cháu nội tôi để cho cháu đứa tôn ta mà. Cái này cháu lại hả? Ừ, cháu đứa tôn á. Nó nằm ở trong họ ở trong vườn giống kìa. Con tôi muốn xem là xem vậy đó hả? Đẻ đi. Đó ờ. Con ăn lĩnh đẻ đi. Con dẫn cái trên xem coi. Em 100%. Em hay quá ha. Em giúp đỡ cũng chia vĩ cho cái đầu nữa ha. Đúng rồi. Em nói được là không được cái gì. Nó bằng lên á. Cái nó được sao á. Căn nhà là căn nhà của căn nhà là căn nhà của tôi. Có cái giấy tờ đàng hoàng luôn. Anh đi vô hỏi mẹ anh coi bây giờ cái nhà này của ai. Mẹ, con nhà này của ai vậy mà. Hỏi tôi nội rồi. Bên anh đi rồi. Nè, đây. Để tôi dắt mẹ anh lại nói cho ngọt. Rồi. Đúng anh. Mẹ, để lại rồi xong luôn rồi, kiểu này dắt đi theo vợ nhỏ luôn rồi, mà đi theo vợ nhỏ mà nó chịu ra, nó chịu không? Nó chịu không? Có một chuyện nghe sao lớn đâu vậy? Có bà em mình vợ nhỏ mà con mình là vợ lớn mà. Ừ nó ở bên kia cứu chưa? Chưa tôi mới đúng là vợ lớn chứ. Ai vậy là bà làm vợ lớn mà làm vợ nhỏ thì làm vợ nhỏ thì mang tôi bây giờ lớn nhỏ nó không có quan trọng nữa. Quay xuống rồi, quay xuống rồi. Cái này nó không có tác dụng. Anh lại, anh ta lại. Sao? Bây giờ lớn hay nhỏ nó không có quan trọng á. Chị cũng tranh giành cái lớn cái nhỏ với em. Không có giành lớn nhỏ đâu. Bây giờ nói chung á đơn giản thôi. Còn là còn ở chung bình thường với chị thì ở cái nhà này, còn không thì em dẫn đi nhà của chị mà. Cho em là bà lớn đó, chị cũng không cần là bà nhỏ đâu. Anh làm lớn đi, cho mình giảm má tuổi mình. Không, mình nói người ta cho hai mình ở nhà đi. Dạ, vậy tụi nó ra con ngồi ăn nha, đi được không? Có nhà đâu có ăn chứ, tại nó nhà cũng tôi dành hoài, còn đuổi ra đường bây giờ á. À, tại bạn, với dặn tôi bởi được không? Thôi, bớt đi. Dặn thì mới đi, tới rồi, lại mới xách cái bến chứ hả? Đó, thấy chưa? Quên, ngồi, quên. Thôi, ngồi chứ, dặn đi, con ngồi chứ, để lấy, bây giờ bà làm dựng mẫu tôi được rồi. Bà nghĩ làm sao vậy? Hai đứa còn muốn vô nhà ở không? Còn không cả. Tại nó sao á? Mới đi 2 năm về, một thằng con chưa không biết dịch được 5 phút chưa nữa, mình dắt người khác vô, nói vợ lớn vợ nhỏ người dành. Rồi bây giờ còn nói đem về cho tôi làm vợ nhỏ ở trong nhà của tôi, ở đâu ra? Trời ơi. Quá quá mà phải chịu thôi chứ sao giờ. Quá ba bốn vợ hả? Ba bốn vợ. Bây giờ ba vợ thì tụi mèo nằm đi. Dạ. Dễ mà. Ừ, đúng rồi. Nói sao mà tôi nghe lọt lỗ tai, tôi nghe được, tôi cho ở trong nhà, còn không thì biến. Đó. Tụi còn không rồi. Thì biến đúng không? Ừ. Bây giờ cứ biến được luôn giờ, khỏi đuổi. Đi lên. Trời mình nó đâu vậy? Rồi rồi, đi đi ở đâu nè? Ở đâu? Ở trong nhà anh. Ở rồi. Bán rồi. Nghe chưa? Chưa chưa. Bán cho anh đi nghỉ vụ đó. Rồi. Má ơi, bây giờ má được cái chân nữ gì nữa trơn á. Nói chuyện với anh được có gian. Ăn buồn lắm. Đừng có ai ghen chứ, nãy giờ hai đứa vô là ồn ào làm tôi mắc mặt quá. Bây giờ nó nói gì sao cho tôi nghe được đi, còn không thì thôi khỏi. Không nói gì nữa hết trơn á. Rồi. Nãy giờ quạo dữ lắm rồi. Lạ hả? Ừ. Nghĩ ra không lạ là hả? Nói chuyện với người ta phải cho rõ ràng và có bằng chứng đàng hoàng chứ. Lương thông hai đứa xong vô xài xể tôi rồi bây giờ còn đòi ở trong nhà của tôi nữa thì nói sao cho tôi nghe được. Rồi. Hai người này tôi nữ già. Bây giờ bà có chịu lên với tôi không? Đi bà. Không? Bình thường, chuyện đó chịu. Hai đứa không chịu thôi. Có cứ không? Hả? Có cứ bên không? Nó nằm đi đó lại đâu. Cưới. Cái đó tự tay nhau. Cái đó là con của ông mà họ bỏ nó là bán được của ông không? Ủa đang ngồi trước mặt tôi âm mưu chiếc cầu tài sản tôi hay gì không? Có đâu? À sao? Ừ sao? Tôi kiếm lời tài sản của bà là bà. Ủa đâu? Ờ, bà nhỏ nương cái đi. Sao? Nhỏ vậy tiếng đi. Ờ, bà nhỏ kêu nương rồi đó. Bây giờ tôi với bà đi không? Bây giờ mình xuống nước đi. Cái gì? Xuống nước. Em mà chẳng tin tôi có cắn. Bây giờ anh với anh chứ có bản cam kết liên hồng.
có cái bản đó anh mới ở trong cái nhà này đó, ký xong là anh biết luôn đó, là ly hôn hoài. Bây giờ bà mới nghe hỏi bé bên đó mà nó có chuyện cho anh ly hôn không? Được không anh? Nó mới chịu không? Ly hôn nhưng mà đây là cái đường ở. Ủa. Đi ra hai bàn tay trắng. Tới con chuyện luôn rồi. Ly hôn là xuống chuồng heo ngủ đó. Xuống chuồng heo luôn rồi. Anh là người ngoại tình tám đuổi là mai. Anh không có bao trình à? Không có, anh hỏi nè. Giờ em hỏi anh nè, tại sao anh nằm ở bên đó mà lại cưới em? Anh giải thích cái câu của anh đi. Ừ. Tại vì anh thương bên đó. Đúng rồi. Lết rồi đây. Đi bỏ nó luôn. Trời, bây giờ anh nói giận mà. Có đồ. Đang à. Nãy giờ chưa năn nỉ được câu nào hết trơn á. Bây giờ tôi năn nỉ lại luôn nè. Bây giờ bà làm ơn. Bây giờ bà đừng có làm vừa cho bà đừng kiếm tôi nữa được không? Đâu ai là phiền đâu, đuổi đi nãy giờ đâu đi đâu kìa. Tôi đuổi bà không đi hả? Không, nãy giờ tôi đuổi mà mấy người đâu có đi. À, đuổi mình. Bây giờ mà tôi cho con hai lựa chọn. Bảo, là cô đứng dậy. Đứng dậy hơn rồi tôi. Còn hai. Mà tính bà bước ra phải không? Em bồng hai đứa con đi ra. Đi ra thì kêu ra sẽ sắc. Đuổi ra luôn rồi. Em bồng hai đứa con đi ra. Ngọc cái không? Trời trời người ta có nhiều cười vừa khóc hết trời. Hồi nãy giờ chưa có nói câu nào mà nghe được chứ trời. Giờ nhỏ đang thông đồng. Đang thông đồng. Nói đi. Thôi vậy chứ, tự nhiên ta đám cưới xong xuôi chị mời chị ghen hay gì? Bây giờ là dặn muốn... Thôi đừng quay tay, ta đi. Nói chị mà ngồi 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 cô bé. Vợ nhỏ, vợ lớn gặp nhau à. Ý là tôi hỏi chị nè, tự nhiên ta mớ cứ ta mớ đi. Bây giờ là em dặn muốn phân trầm chuyện của hai năm trước đúng không? Chứ không phải là chuyện bây giờ đúng không? Đúng mà, đúng. Chị mới giải thích cái câu đó cho em nghe. Có là con vợ đâu, nó đúng luôn. Còn bây giờ là hai đứa ra đi khỏi nhà chị rồi. Rồi, ngủ hoài, nói công chuyện rồi. Làm đầu quá quá. Đi đâu? Vô gom đồ đi rồi. Vô gom đồ đi luôn hả? Ê, đồ gom đồ bên nào bên kia kìa. Quán ra đường rồi. Rồi, vô gom đồ đi luôn rồi. Rồi. Chạy. Vô tới phòng luôn rồi. Vô tới phòng luôn rồi. Đúng không? Đúng rồi, cái này là cái gì? Rồi, vô tới phòng luôn. Bà bả luôn. Sao mà tới thì tức là tới luôn. Đi ba có được bả luôn. Ba là cậu đứng ra là cậu ấy luôn. Vậy là đi theo bà nhỏ luôn hả? Chuyện này bỏ vợ bỏ con luôn đi theo vợ nhỏ luôn rồi đó hả? Mặc dù đồ dạ. Không phải của hai đứa nhưng coi như là chuyện đại khách từ bi cho hai đứa luôn đó, đi. Rồi mai mốt không có đảo lại đây mà năn nỉ ở lại nha. Rồi. Dạ. Tôi làm chuyện này đi chắc ở chuồng heo luôn quá chuyện này. Không mấy đâu nha. Rồi. Thôi bây giờ tôi không cần cần cô nữa. Cô cần tôi không. Cô yêu thương chăm sóc lo lắng cho tôi. Tôi không cần lo lắng cho cô nữa. Ừ. Được chưa? Vậy thì đi. Rồi. Đi. Rồi. Bye bye. Không luôn rồi. Bye luôn rồi, đi luôn rồi. Bye nha. Ừ, nhớ đi. Rồi đi luôn nè. Rồi kìa, hai đứa con. Hai đứa con nó khóc kìa. Nè, Lâm ơi. Lâm. Đây nè. Con khóc kìa, đi theo vợ nhỏ trời. Rồi đi rồi bỏ hai đứa con cho ai? Kìa đó thấy chưa? Đó, rồi. Chúng ta đụng luôn rồi. Đi theo vợ nhỏ rồi đừng đụng đứa con của
Rồi kìa, vợ nhỏ tới đó kìa. Trời ơi, bỏ con luôn hả? Nó không đẹp nhưng được cái nó giống cha nó hơn. Cha nó là đàn lớn đó. Hả tôi hả? Dạ, nhỏ bỏ con luôn nghe. Rồi đi. Theo giờ nhỏ bỏ con luôn trời. Bỏ con luôn rồi, trời ơi. Trời ơi, đi theo vợ nhỏ bỏ hai đứa con luôn. Trời ơi, đi theo vợ nhỏ bỏ hai đứa con luôn trời. Rồi bỏ mẹ già luôn hả? Bỏ hai đứa con, bỏ mẹ già luôn hả? Mẹ khóc rồi kìa. Rồi. Còn mấy người họ hư thối tự lấy nhà đi. Rồi kêu ba lựa hợp với em nha. Em có mắt em không có hiện thần ở đâu nha. Có âm phủ hiện thần thì là có đó. Đâu cho mọi người hiện thần có. Cái này cô lộm bỏ vợ bỏ con. Trời ơi. Vợ nhỏ luôn rồi. Đi theo bà nhỏ bà luôn trời. Cái này cô lộm. Bây giờ anh với em nói cho biết làm sao á. Mà đứa trà sữa răng thay thẳng luôn. Không có tiền. Đây kìa, hai đứa nhỏ nó khóc hoài kìa. Bỏ đi cho đành là sao? Lộn gì mà vì vợ nhỏ mà bỏ hai đứa con luôn. Bà tụng tới giờ tôi lỡ có bà tụng tới giờ tôi bà tới số tụng tôi. Trời 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 trời. Bánh luôn hả? Bánh luôn. Bánh luôn tôi bảo luôn á. Em kêu con nói luôn. Bữa nay bánh lên kêu em. Lên. Ông bánh nó. Giờ em có clip lại lên chương trình. Tại nhớ tại. Bởi vì là bà làm bằng chứng chứng tờ luôn hả? Ừ. Em như thế nè. Tới nữa nó bắt hai chồng tôi lộp luôn. Dám vô bánh vợ lớn à. Gan nghĩ trời. Rồi khóc luôn kìa. Lúc này bỏ vợ nhỏ luôn hả? Đi mình lên luôn hả? Nè, đi chuyến này là rồi tôi làm ra cổ nhà luôn rồi. Rồi vậy là đi chuyến này là không có về nhà là được rồi đó nghe. Dạ. Ừ. Thôi tính là đó đó. Ừ, chuyến này là không có về luôn đó. Đi luôn phải không? Đi khỏi nhà luôn phải không? Dạ. Rồi xong luôn rồi. Rồi coi mẹ kìa. Rồi đấy cả trai nuôi. Mẹ là con nuôi. Rồi đi khỏi nhà. Con ơi, con ơi mẹ con mà con dễ lắm, con gửi ba đi rồi. Ừ. Còn ngõ này con thương thành tình. Quét nhà luôn rồi. Ờ, lấy quét nhà luôn. Tôi quay bà già, cái tôi quay bà già có phải nước sâu có. Đó, lấy chổi quét luôn nè. Chơi luôn đó. Đứng đây đợi tôi kêu người qua để mà dọn đi. Đừng có tin, đứng lên tôi qua không có được. Đừng có bình tĩnh, em bình tĩnh, có gì tôi nói. Sao bình tĩnh, người ta không nói.
Tao. Rồi đó, tới rồi đó. Bây giờ nè. Coi nhà tôi nha. Rồi mai mốt khỏi đi đây nữa. Đó. Ra cái nhà tôi rồi tự hai đứa đi vô cái đồ hết thôi rồi tám đứa cái rồi. Đâu quên được hả lấy. Đừng có nói với em. Đó, mà căng lên rồi cười vào đó, mặt căng lên. Đây là dành dành tài sản chưa chịu đi đó. Bây giờ em không đi là anh làm em làm gì anh? Làm gì? Là tính làm gì? Tính làm đợi cái gì? Mày có chữ ngày tôi đó, mày giàu quá nè. Làm sao? Mày vô. Thằng ta, em cứ đứng làm người cao mà em vô vậy là muốn phá là phá, muốn vậy là vậy muốn bính lầu bính đúng không? Ngại em hả? Chạy em đi, đi qua chạy cho em chạy. Ngại em, đi cảm ơn em, đi qua chạy cho em. Ngại em, rút ra khỏi nhà em. Đi, đi ra. Rồi, rồi. Xong rồi. Rồi, đi. Rồi, rồi, rồi tới kẹn rồi. Rồi, bỏ. Để em bỏ đi hả? Nhà tôi. Rồi bỏ dép luôn rồi, vợ nhỏ bỏ dép luôn rồi, vợ nhỏ con sao con chuyện luôn rồi. Rồi 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 lên xe đi luôn, chứ mày lên xe đi luôn rồi. Tài sản được chiếc xe đạp. Hai chồng ra ra riêng tài sản được chiếc xe đạp. Quấn hờ bữa lỡ xuống mình mệt đó. Quấn lỡ hờ rồi công an xuống bây giờ đó. Lên đi lẹ đi, lên đi lẹ đi để công an xuống bây giờ. Trời ơi rồi, bỏ dép vợ nhỏ bỏ dép luôn. Rồi, cô làm đi theo vợ nhỏ luôn. Rồi, xong rồi.